Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền IBC TV trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên băng tần 27.7 được phát hình tại Houston, Texas, cũng như trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình tin tức bản tin buổi trưa ngày hôm nay, xứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi 16 người bị thiệt mạng trong cơn bạo loạn. Hunter Biden đã rời tòa án Los Angeles sau khi không nhận tội gian lận về thuế. Gaza phải đối mặt với các vấn đề an ninh lương thực thực sự rất nhiều nạn đói. Kenecodor đã bị người có vũ trang tấn công nối lại đường truyền. Sóng dữ dội cuốn trôi nhà cửa, cuốn trôi cabin trong cơn bão ở bờ đông Hoa Kỳ. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên có phần trình bày của xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi 16 người bị thiệt mạng trong cơn bạo loạn. Thủ tướng của Papua New Guinea tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hôm ngày 11 tháng 1, đồng thời đình chỉ chức vụ nhiều quan chức của chính phủ và cảnh sát sau khi 16 người bị thiệt mạng trong cuộc bạo loạn ở đảo quốc Thái Bình Dương này. Một cuộc biểu tình của giới cảnh sát và nhân viên khu vực công hôm 10 tháng 1 về việc lương bị giảm đã biến thành tình trạng vô luật pháp. Các quan chức đổ lỗi do sai sót hành chính để dẫn đến thông tin về giảm lương. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng ngàn người đổ ra đường phố thủ đô Port Moresby. Nhiều người trong số họ mang vác những thứ dường như là hàng hóa bị hôi của, trong khi khói đen cuồn cuộn bao trùm thành phố. Đài truyền hình nhà nước Australia ABC đưa tin hôm 11 tháng 1 nói rằng 9 người đã bị thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở Port Moresby và 7 người bị thiệt mạng ở Lae, ở miền Bắc của quốc gia nặng nề về khai thác vàng và đồng. Thủ tướng James Marrables đã nói trong một cuộc họp báo rằng ông đã đình chỉ chức vụ của viên cảnh sát trưởng và các quan chức hàng đầu trong các bộ tài chính và ngân khố, trong khi chính phủ rà soát để tìm nguyên nhân của cuộc bạo loạn. Thưa quý vị, Hunter Biden rời tòa án Los Angeles sau khi không nhận tội về gian lận thuế. Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden là ông Hunter Biden đã không nhận tội tại tòa án liên bang ở Los Angeles về cáo buộc đánh thuế xuất phát từ những giao dịch kinh doanh dẫn tới cuộc điều tra luận tội của ông. Hunter Biden, 53 tuổi, đã bị cáo buộc hình sự vì không nộp 1.4 triệu Mỹ Kim tiền thuế từ năm 2016 tới 2019, đồng thời chi hàng triệu Mỹ Kim cho ma túy, người hộ tống, xe hơi lạ và những mặt hàng mắc tiền khác. Anh ta đối mặt với án tù 17 năm nếu như bị kết án. Mặc một bộ vest và cà vạt màu xanh nước biển, anh ta trả lời là không có tội khi thẩm phán của Hoa Kỳ là Mark Scarsi hỏi anh ta nhận tội như thế nào trong vụ án này. Scarsi ấn định ngày xét xử là 20 tháng 6. Ông Biden đã không phát biểu trước nhóm đưa tin hay những người biểu tình đang chờ bên ngoài tòa án sau phiên điều trần. Một đoàn xe cũng đã rời tòa nhà bằng lối đi phía sau. Luật sư của ông Biden là Abby Lowell cho biết thân chủ của ông đã trả lại tiền thuế và đang bị bức hại vì đồ nổi tiếng của ông. Gaza phải đối mặt với các vấn đề an ninh lương thực thực sự rất nhiều nạn đói. Gaza đang phải đối mặt với các vấn đề an ninh lương thực trong bối cảnh nỗ lực tiếp cận nhân đạo nhiều hơn. Người phát ngôn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Kirby đã nói với các phóng viên trong cuộc họp giao ban vào hôm thứ Năm. Kirby cho biết không có đủ xe tải viện trợ đến Gaza và có rất nhiều nạn đói. 3 tháng ném bom của Israel đã khiến phần lớn vùng đất ven biển trở nên hoang tàn, giết chết hơn 23.000 người và khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người Palestine phải rời bỏ nhà cửa của họ. Cuộc phong tỏa của Israel đã hạn chế nghiêm trọng nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men, tạo ra điều mà Liên Hiệp Quốc mô tả là một thảm họa nhân đạo. Israel cho biết cách duy nhất để tự vệ là tiêu diệt Hamas, nhóm Hồi giáo cai trị Gaza. Các chiến binh của nhóm này đã tấn công các cộng đồng Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin. Israel đổ lỗi cho Hamas về tất cả những tổn hại sau đó đối với thường dân Palestine khi hoạt động giữa họ điều mà các chiến binh phủ nhận.
Thưa quý vị, đài Ecuador bị người có vũ trang tấn công đã nối lại đường truyền. Đài truyền hình TC của Ecuador đã nối lại phát hình vào chiều thứ Năm ngày 11 tháng 1 sau khi bị một nhóm người có vũ trang xông vào hai ngày trước. Từ cơ sở của đài truyền hình TCTV tại Guayaquil và trường quay nơi những kẻ trùm đầu bắt cóc nhân viên truyền hình, những người dẫn chương trình Sakia Bermel đã bày tỏ lòng biết ơn tới những khán giả và những người lính vì đã bắt giữ những kẻ tấn công. Các tay súng đã xông vào trường quay của đài truyền hình công cộng TC vào chiều thứ Ba, mang theo súng tầm xa, lưu đạn và thuốc nổ. Đây là một phần của làn sóng bạo lực khiến cho Tổng thống nước này Daniel Noboa liệt kê 22 băng đảng là tổ chức khủng bố mà chính phủ đang nhắm tới. Những hình ảnh từ nguồn cung cấp dữ liệu trực tiếp của đài được phát hình trong 20 phút, gây chấn động cả nước và chú ý trên toàn thế giới. Sóng dữ dội cuốn trôi nhà cửa, cuốn trôi cabin trong cơn bão ở bờ đông của Hoa Kỳ. Những đợt sóng mạnh đã ập vào nhà cửa và cuốn trôi một cabin vào hôm thứ Tư khi bờ đông Hoa Kỳ vật lộn với cơn bão dữ dội, gây nên mất điện, lũ lụt và các chuyến bay phải dừng bay. Một đoạn băng hình được quay vào hôm thứ Tư tại Ojai, Maine cho thấy một cabin bị nước lũ cuốn trôi trong một cơn bão đổ bộ vào bờ biển. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết hơn 50 triệu người từ miền đông của Ohio cho đến Trung Đại Tây Dương và vào vùng Đông Bắc đã phải nhận cảnh báo về gió lớn và lũ lụt vào hôm thứ Tư. Có khoảng 300.000 ngôi nhà và các cơ sở kinh doanh từ Bắc Carolina đến Maine không có điện vào chiều thứ Tư. Kính thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới người đứng đầu Bolivia đã đặt mục tiêu xúc cạn lá coca như thế nào. Hay chúng ta tới với việc là Tổng thống Pháp đã bổ nhiệm ai làm Bộ trưởng Văn hóa mới. Hay chúng ta tới với bản tin liên quan tới Tổng thống Ukraine cho biết Nga đang tìm kiếm những tiến bộ về mặt chiến thuật trước nỗ lực tái tranh cử của ông Putin. Và ba di dân Việt Nam được phát giác trong thùng xe đông lạnh tại Ireland với nhiều tin tức nổi bật khác nữa. Kính mời quý vị đón xem.